Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng đấu thứ 13, vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi V-League 2023-2024 đã chính thức khép lại. Và sau vòng đấu này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta tập trung hội quân để mà chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Thì ở vòng đấu này thì kết quả của các trận đấu nó cũng tương đối là bất ngờ. Và trước khi đến với chương trình lịch thi đấu của ngày vòng đấu thứ 14 thì quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách bấm like video và đưa ra những dự đoán và những quan điểm của mình về cái cuộc đua vô địch cũng như là cuộc chiến trung hạng của V-League mùa giải năm nay. Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, vòng đấu thứ 13 V-League 2023-2024 thực sự là một vòng đấu để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá của Việt Nam. Đây là cái vòng đấu mà những cái đội chủ nhà thì không thua. Các đội chủ nhà ở vòng đấu này thì đều không thua và ít nhất là có được một kết quả hòa. Nói chung có thể nói rằng cái vòng đấu này là vòng đấu của các đội chủ nhà, nói như vậy cũng không sai một chút nào cả, bởi vì chỉ có hòa mới thắng thôi mà, có 3 trận hòa còn lại là 4 chiến thắng, được không ạ? Thì Hà Tĩnh đối đầu với Hải Phòng ở vòng đấu này trên sân nhà, thì Hà Tĩnh đã có một hiệp 1 thực sự rất khó khăn khi để cho Hải Phòng vừa lên dẫn trước, sau đó thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã vùng lên trong hiệp thi đấu thứ hai và họ đã có một hiệp 2 rất hay và đã có được bàn gỡ hòa. Ở cuối trận thì Hà Tĩnh có một số cơ hội để mà kết liễu trận đấu nhưng mà các tiền đạo của Hà Tĩnh lại không tận dụng được. Nếu như mà để theo dõi trận đấu này mà đánh giá ấy, thì Thuật Thể Thao cho rằng một kết quả hòa đối với Hà Tĩnh là tương đối bất công, bởi vì họ chơi hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Mặc dù vậy thì với kết quả hòa 1-1 thì đây cũng là một cái điểm số mà hai đội bóng này có thể tạm hài lòng với những gì mình có được. Trong khi đó thì trận đấu giữa Nam Định với Thanh Hóa là một trận đấu mà cũng mang lại những cái cảm xúc nhất định cho người hâm mộ. Bởi vì sao? Bởi vì là đây là trận cầu đinh của vòng đấu thứ 13. Hai đội bóng này cũng đang đua vô địch rất quyết liệt với nhau, và hai đội bóng này thì có hai huấn luyện viên là đang rất là tốt. Cũng có đặc biệt là huấn luyện viên Pompok của Thanh Hóa là một nhà cầm quân, một huấn luyện viên ngoại, là có thực sự nói ông này là huấn luyện viên ngoại hay nhất V-League ở thời điểm hiện tại đấy. Trong khi đó thì huấn luyện viên Vũ Việt cũng đã cải thiện được những cái vấn đề của Nam Định, và đặc biệt là trong tay ông có những hảo thủ, nói chung là những cầu thủ giỏi. Và đây là trận đấu của Nam Định được đánh giá cao hơn, nhưng mà đây là trận đấu mà Thanh Hóa họ đã chiến đấu rất là kiên cường và kết quả hòa 1-1 nó phản ánh đúng cái cục diện của trận đấu này. Và đây là trận đấu mà hàng phòng ngự của Nam Định, đặc biệt là Hữu Tuấn đã mắc hai sai lầm và biếu cho Thanh Hóa hai quả phạt 11m. Rất may là cho Nam Định là Thanh Hóa chỉ thực hiện thành công có một quả thôi. Nếu như Rimayo mà thực hiện thành công quả phạt đền đầu tiên và dẫn trước 1-0 thì kịch bản của trận đấu không biết là nó sẽ đi theo cái chiều hướng khác đấy ạ. Trong khi đó thì Hà Nội FC gặp Quảng Nam, một đội bóng mà Hà Nội FC cũng đã cho mượn khá nhiều cầu thủ. Thì đây là một trận đấu là Hà Nội FC chơi khá dễ dàng và có được cái chiến thắng 3-1. Họ chỉ khó khăn hơn một chút trong hiệp thi đấu thứ hai mà thôi. Và với chiến thắng này thì Hà Nội FC cũng đã có được một cái thứ tương đối là tốt để mà bước vào giai đoạn lượt về. Hiện tại thì Hà Nội FC kém Nam Định 10 điểm, nói chung là vẫn có thể đua địch được trong giai đoạn lượt về. Và một cái kết quả cũng tương đối là bất ngờ, đó là việc Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế mà nói đây là trận đấu mà hai đội đã thi đấu khá là tốt, mỗi đội đều có được những cái cơ hội và biết chất chiêu để mà ghi được bàn. Nhìn chung thì Thành phố Hồ Chí Minh hơi đen một chút khi bị sáng ngang từ chối bàn thắng ở khoảng thời gian cuối trận, chứ nếu không đây là trận đấu khả năng sẽ kết thúc với tỷ số hòa giống như Thuật Thể Thao dự đoán ạ. Nhưng mà đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cùng với Hoàng Anh Gia Lai rồi, và họ đã tạo ra được khoảng cách điểm số cũng tương đối là an toàn với đội cuối bảng là Khánh Hòa. Và trận đấu nữa đó là trận đấu giữa Bình Dương với Sông Lam Nghệ An, thì Bình Dương đang có chiến thắng 3-0 trước dẫn trước 3-0 trước Sông Lam Nghệ An và sau đó còn được chơi hơn người, nhưng cuối cùng là để cho đối thủ gỡ hai bàn. Thực sự đây là một vấn đề của Bình Dương đấy, vì khi mà được chơi hơn người và lại dẫn 3-0 rồi thì đáng lẽ ra là phải ghi thêm được bàn thắng 4-0 hoặc 5-0, nhưng cuối cùng để cho họ gỡ được hai bàn và suýt bị hòa nữa cơ. Thì đây là một cái vấn đề của huấn luyện viên Lê Minh Đức cần phải giải quyết cho Bình Dương về cái sự tập trung. Nhìn chung là Bình Dương trong giai đoạn lượt đi này thì đã chơi rất tốt, khác biệt hoàn toàn so với cả mùa giải trước, được không ạ? Chiến thắng 3-2 cũng là rất ok rồi, và họ đang tạo ra cái khoảng cách đối với Công an Hà Nội và thu hẹp khoảng cách với Nam Định xuống còn có 3 điểm thôi. Đấy, cái cuộc đua địch nó rất là hấp dẫn. Trong khi đó thì Bình Định với Khánh Hòa hòa nhau với tỷ số 2-2. Đây là trận đấu Bình Định phung phí quá nhiều cơ hội, cho nên là họ đã phải trả giá bằng việc
là để cho Khánh Hòa cầm hòa. Thì đây là một cái sự sa sút của Bình Định trong thời gian gần đây. Và trận đấu mà có lẽ là mọi người mà ấn tượng nhất và bất ngờ nhất là nó trận đấu giữa Thầy Công Viettel với Câu Hà Nội. Không ai nghĩ rằng một Thầy Công Viettel trải qua một cái chuỗi trận dài 7-8 trận đấu không biết mùi chiến thắng mà trận đấu này lại thắng được 3-0, đúng không ạ? Thắng được tận 3-0, rất là ấn tượng trước nhà đương kim vô địch. Và đây là trận đấu mà Thầy Thao, như Thầy Thao đã nói trong chương trình live stream tối ngày hôm qua, Thầy Công Viettel đã có một trận đấu hay nhất từ đầu giải đến giờ. Hay cả công lẫn thủ, và những ngoại binh mới đã đến thì đã chơi cũng tương đối là ổn, và hàng phòng ngự đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Và giành được chiến thắng 3-0 trước Hà Nội sẽ là một cái cú hích dành cho Thầy Công Viettel trong cái giai đoạn sắp tới của V-League mùa giải năm nay. Sau vòng đấu thứ 13 thì bảng xếp hạng của V-League tạm thời như sau: Nam Định dẫn đầu với 29 điểm, Bình Dương xếp thứ 2 với 26 điểm, xếp thứ 3 là Công an Hà Nội 22 điểm, đứng thứ 4 là Thanh Hóa 22 điểm, xếp thứ 5 là Bình Định 21 điểm, đứng thứ 6 là Hà Nội 19 điểm, đứng thứ 7 là Thành phố Hồ Chí Minh 18 điểm, xếp thứ 8 là Quảng Nam 15 điểm, đứng thứ 9 là Hải Phòng 14 điểm, xếp thứ 10 là Hà Tĩnh cũng với 14 điểm, xếp thứ 11 là Sông Lam Nghệ An 13, đứng thứ 12 là Hoàng Gia Lai 13, xếp thứ 13 là Thể Công Viettel cũng với 13 điểm, và đứng cuối là Khánh Hòa với 9 điểm. Bây giờ là Khánh Hòa đã bị ba đối thủ xếp trên là bỏ ra khoảng cách tới 4 điểm rồi. Thực sự năm nay là một năm rất khó khăn đối với Khánh Hòa đấy ạ. Theo cái lịch thi đấu của vòng đấu thứ 14 thì vòng đấu thứ 14 của V-League của chúng ta sẽ trở lại vào ngày 30 và 31 tháng 3. Trong ngày 30 tháng 3 sẽ diễn ra ba trận đấu. Đó là cuộc so tài của Hoàng Gia Lai và Khánh Hòa trên sân vận động Pleiku vào lúc 17 giờ. Đây là trận đấu mà cơ hội cho Hoàng Gia Lai là rất lớn đấy. Nếu như đánh bại là Khánh Hòa thì cực kỳ là tốt, bởi vì khi đó tạo ra khoảng cách 7 điểm là sẽ có thể ung dung đưa trụ hạng được, không sợ cái gì cả. Trên sân Vinh thì Sông Lam ngang được Hải Phòng, đây cũng là trận đấu rất hay. Và trên sân vận động Hoàng Đế, Thầy Công Viettel lại gặp Quảng Nam, cái đội bóng mà đã khiến cho họ phải ôm hận ở cái giai đoạn lượt đi đấy. Thì trong ngày chủ nhật ngày 31 tháng 3 diễn ra 4 trận đấu còn lại. Vào lúc 17 giờ thì Hà Tĩnh đối đầu với Bình Dương, khó khăn cho Hà Tĩnh đấy. Vào lúc 18 giờ thì Thanh Hóa đối xuất với Công an Hà Nội, trận đấu rất hay trên sân vận động Thanh Hóa đây này. Đây là trận đấu cực kỳ hay đấy. Và cũng vào lúc 18 giờ thì Bình Định đối xuất với Thành phố Hồ Chí Minh, và trận đấu muộn nhất của vòng đấu này đó là cuộc so tài của Hà Nội FC với Thép Xanh Nam Định. Thực ra ở vòng đấu thứ 14 này thì có hai trận đấu cực kỳ hay, đó là trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa với Công an Hà Nội và Nam Định với Hà Nội FC, Hà Nội FC với Nam Định trên sân hàng đấy. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về màn trình diễn của các đội bóng sau giai đoạn lượt đi thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng trên kênh YouTube Thể Thao vào mỗi ngày. Những ai mới xem kênh YouTube Thể Thao có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thể Thao ạ. Xin cảm ơn mọi người. Xin chúc mọi người một buổi sáng cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình live stream vào tối nay ạ.